Mình là Lý Việt MMO đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một app mới mà mình đang làm. App này rất là ngon nha các bạn. Có tên là Payboost. Đây. Có tên là Payboost cho các bạn. Thì các bạn để biết cái app này á, nếu mà các bạn mà xài Android á, xài điện thoại mà có hệ điều hành Android á, thì các bạn vô CH Play ha. Rồi các bạn gõ cho mình cái tên là Payboost nha. Ba chữ B A đó. Payboost. Đó. Đó thì nó sẽ nổi ra cái app có cái logo màu đen nha các bạn và cái chữ màu cam cam á, các bạn click vô đó. Rồi các bạn cài đặt nha. Đó. Đây là cái app có tên là Payboost nha các bạn. Đó, sau khi các bạn cài đặt xong á thì các bạn mở lên, tại vì mình đã cài rồi cho nên là mình không cài lại nha các bạn. Rồi sau khi mà cài đặt xong thì các bạn mở lên nha. Mở lên thì nó có cái màn hình như thế này, thế này. Nó có màn hình như thế này nha các bạn chứ không phải giống hồi nãy, tại hồi nãy mình đã đăng nhập rồi. Thì các bạn mà muốn tạo tài khoản các bạn bấm vào sign up nha. Bấm vào sign up. Rồi. Bấm vào sign up thì nó sẽ lên để mình đăng nhập ra đi. Để mình thoát ra để mình làm cho các bạn xem nha. Rồi. Cái phần mềm này nó mới cập nhật đó các bạn, cho nên là nó mới bảo trì xong, cho nên là nó đang còn chạy chưa được ổn định. Nhưng mà tiền thì người ta có thể rút được rồi các bạn. Nó cứ nhảy thế đó. À, thì trước tiên các bạn mở app lên ha. Để mình làm lại đi nha. Mình tắt, mình mở làm lại nha. Rồi, Payboost. Rồi các bạn bấm vào sign up nha. Thì nó sẽ ra cái giao diện như này. Các bạn bấm vào sign up, nó sẽ ra giao diện như thế này. Nó cứ chạy riết do nó bị lát đó các bạn, lát các bạn đó, nó ra như giao diện như thế này nè. Thì các bạn điền là first name á, các bạn điền ví dụ như mình là Lý Việt đúng không, thì mình điền là Việt first name á, các bạn đang là Việt luôn, điền không dấu nha các bạn. Đó, còn cái username á, các bạn điền là dung mình ở đây là Lý Việt thì mình điền Lý Việt thôi. Đó. Rồi, email á thì email là các bạn xài email nào thì các bạn điền email đó. Chẳng hạn như các bạn muốn có email nào thì các bạn điền email đó, dù như mình ở đây mình xài email giữa nè. Đó. Còn password thì các bạn điền như các bạn điền theo cái password mà các bạn dễ nhớ á. Đó. Đó. Các bạn điền dù như giả sử đó, nhưng mình điền cái password kia đó. Còn cái này là lặp lại password các bạn. Các bạn điền như bên kia. Đó. Rồi. Còn zip code thì các bạn lên trên mạng các bạn search zip code. Zip code để xem là dù như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ điền bao nhiêu. Các bạn ở Vũng Tàu thì điền bao nhiêu. Các bạn ở Hà Nội thì điền bao nhiêu. Các bạn phải biết cái này. Các bạn lên mạng gõ cho zip code 2019 ha. Để các bạn biết liền, các bạn điện vô. Nhưng của mình ở đây là ở thành phố Hồ Chí Minh nên mình điện là 700.000 vô. Đó. Đó, zip code là ở 100.000. Còn cái referral ID tức là cái người giới thiệu cho các bạn. À, cái người giới thiệu có cái mã giới thiệu. Thì mình cũng có cái mã giới thiệu để mình gửi cho các bạn xem nha. Thì các bạn ủng hộ mình thì bằng cách là điền cái mã giới thiệu của mình vào trong này. Thì để mình cho các bạn xem cái mã giới thiệu của mình nha. À, cái referral ID thì mình có cái mã giới thiệu này nha các bạn. À, cái mã giới thiệu của mình là O ha, chữ O ha,
cho dứa khoai nha, rồi ba chín y ngắn là BL ha các bạn. Đó là chính là mã giới thiệu của mình. Rồi các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là điền cái mã giới thiệu này ở cho referral ID nha các bạn. Rồi. Cái dòng mà business organization thì các bạn điền cũng được mà không điền cũng được ha. Không sao cả. Rồi sau đó là các bạn bấm vào cái chữ là check cho cái này. Rồi các bạn bấm create nha. Vào nút màu xanh nha. Để tạo tài khoản nha các bạn. À, trên cái username mà nếu mà nó báo mà trùng thì các bạn cứ đưa thêm số vào để mà nó đừng có trùng như các bạn. Nói chung cái username này không có trùng ai được. Cho nên là các bạn hãy nếu mà nó trùng thì các bạn làm cho nó khác rồi các bạn bấm thôi. Cái đó không quan trọng đâu các bạn. Sau đó là các bạn bấm vào cái nút này ha. Có dấu check như này rồi bấm create nha các bạn. Này tạo. Thì sau khi tạo xong á thì các bạn nó sẽ có giao diện như thế này. Đây mình lên là đó. Nó đã chạy đi nãy các bạn thấy á. Nó sẽ ra như thế này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào một số cái chức năng của nó kiếm tiền như thế nào cho các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái ba gạch màu xanh ở trên cùng nè. Đó. Thì các bạn vô cái chỗ đầu tiên là các bạn vào cái chữ để giới thiệu người khác á. Thì cái app này nó kiếm tiền nó sẽ có giống như chơi game vậy các bạn. Đây là những cái chương trình nó mà kiếm tiền ở chỗ game nè các bạn. À, kiếm tiền chỗ này. À, là có Power Boost nè, rồi Max Game nè, rồi TVA nè, rồi Spin High Win nè. Đó là những chỗ kiếm tiền của nó. Thì trước mắt là mình sẽ đi qua cái chỗ là serve về cái chỗ check-in cũng là kiếm tiền được các bạn. Check-in nè. Mỗi ngày các bạn nè, daily check-in tức là mỗi ngày các bạn vô bấm cái nút check-in màu trắng này các bạn sẽ nhận được tiền nha các bạn. Thì á ở đây á, nó sẽ cho mình nó có trên cùng á các bạn, nó thấy có chữ R không? À, trên cùng của cái điện thoại á các bạn nó có chữ R á, nó có cái số điểm á. À, khi mà các bạn đăng ký vào á thì các bạn ở cái cấp độ thế này. Mình sẽ mở cấp độ cho các bạn xem. Đâu rồi, nó sẽ có cái cấp độ các bạn. À đây, đây các bạn, nó sẽ có cái cấp độ là màu xanh, cấp độ green và cấp độ gold và cấp độ là green và gold các bạn. À, gold và platinum nữa các bạn. Platinum nữa. Tức là khi mình vừa đăng ký xong á thì mình sẽ trở thành là cấp độ green, là cấp độ thấp nhất các bạn. Cấp độ green á thì khi các bạn giới thiệu được ví dụ là cái cho example 1 nè. À, khi mà bạn ở cấp độ green á thì các bạn giới thiệu chẳng hạn như được 3 người thì các bạn sẽ được hưởng nhận là 1.500 điểm hưởng. Là cái điểm nó nằm ở trên cùng á các bạn, chữ right á các bạn, chữ R các bạn. Thì một người là các bạn sẽ được 500 boy nha các bạn. Đó. Đó là cái cấp độ green. Còn cái cấp độ 2 là cấp độ gold. Tức là nếu các bạn giới thiệu được 3 người thì mỗi người các bạn được hưởng 1.500 boy. Thì 4 người sẽ 3 người sẽ được 4.500 boy. Và ngoài ra các bạn còn được cái bonus là được hưởng thêm là nhận được 10% trên tất cả cái điểm thưởng mà ba người này đem lại trong mỗi tháng. Rồi. Và ngoài ra nếu mà họ kiếm hơn 2.000 điểm thưởng trong mỗi tháng thì bạn lại nhận thêm 600 điểm của mỗi tháng đó nữa. À, cho nên là rất là nhiều nha các bạn. Còn nếu như mà cấp độ mà Latium á thì nó còn khủng hơn nữa các bạn, nó nhiều hơn nữa. À, cho nên là cái phần mềm này nó hiện giờ nó đang rất là hot đó các bạn. Nhưng mà vậy điểm để làm cái gì? Vậy mình kiếm điểm để làm cái gì? Nó cho mình điểm để làm cái gì? À, nó cho mình điểm á để làm cái gì thì các bạn để thứ nhất á, ví dụ như chẳng hạn mình vô trò chơi nè, mình vô lại cái Max Game đi.
Đó, sau khi mình chơi rồi á thì cái điểm đó để nó đổi là cái này. Đó, nó đổi để mình dùng mình nó cho mình á 1 tiếng đồng hồ sẽ chơi được một lần. Mà nếu các bạn muốn chơi nhiều thì các bạn lấy cái điểm đó các bạn đổi. Đó, upgrade now rồi các bạn. Đổi. Đâu rồi, chức năng đổi. À, cái này đi các bạn. À, ví dụ như giờ nó cho mình một lần nè, ví dụ mình chơi xong một lần á. Mình chơi xong một lần á thì nó cho mình nó mình muốn chơi tiếp nữa. Thì có 2 cách, thứ nhất là các bạn đợi tiếng sau. À, cách thứ hai là các bạn mua, thì dùng số điểm nó mua các bạn. À, dùng số điểm nó mua. Còn cái số 5 ở trên cái góc trái mà góc phải màn hình á thì cái đó là cái giống như cái bưu long gì đó. Thì đó cũng để đổi bạn cái bưu long nè. Bay bưu long đó, cái này là cũng cũng để đổi các bạn đó, chính là cái này. Đó, để mà mình cũng đổi để mình chơi game đó các bạn. Cái đó đổi thì cũng được tùy các bạn thôi. Và cái chủ yếu là chơi cái chỗ phần game để kiếm kiếm điểm nha các bạn. Vậy là đổi tiền như thế nào? Cái này nó rút gì bay bồ nha các bạn. Mà rút gì bay bồ không phải là nó rút đâu, nhưng mà nó chủ yếu là nó có bán cái cạc. Vậy mà các bạn vào cái chỗ ba chai ba gạch rồi các bạn xuống cái chỗ là earn spend play nè. À, các bạn bấm vào bay bus store nè, đó các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào đây các bạn thấy nó có những cái Egypt cạc không? Egypt cạc nó có chữ mua nè. Đó. Thì á các bạn mua qua cái thẻ Amazon cũng được ha. Cái này tùy các bạn, cái này mình không 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 rành lắm. Còn như nó có rất là nhiều cạc nha các bạn, thì trong đây nó sẽ có những cái cạc mua về Paypal các bạn. Đây. Chẳng hạn đây. Đây ví dụ như các bạn khi mà các bạn đạt được các bạn mua cái các bạn có 33.000 điểm mà các bạn sẽ kiếm được 25 đô. Và nhưng mà cái này nó sold out, cái này nó bán hết rồi. Thì cái này á, thường là ban đêm nó sẽ mỗi ngày nó sẽ cho giới hạn là bao nhiêu cạc á. Ví dụ mỗi ngày nó cho khoảng 100 cạc mà các bạn có đủ 33.000 điểm các bạn vô đây mua thì có nghĩa là các bạn có 25 đô Paypal. Thì cái sau khi mà các bạn lít vào đó thì nó sẽ có chức năng là điền cái email của cái Paypal vào và tên nữa. Rồi sau đó là các bạn mới gửi tiền về Paypal được. À, cái đó là nó ban mua mua bằng mua điểm đổi qua cái thẻ này thì tự động rút cho Paypal được. Ủa? Hoặc nữa là cái cách thứ hai đó là các bạn dùng cái điểm đó để các bạn đổi là cái bạn nâng cấp. Ví dụ như nãy là nút các bạn đăng ký vào các bạn được cái cấp độ của bạn là cấp độ green, tức là thấp nhất, thì các bạn kiếm giới thiệu người vào thì kiếm điểm ít. Nhưng mà nếu các bạn dùng cái số điểm đó, ví dụ các bạn được 6.000 điểm thì mình ở đây là mình được 5.300 rồi, thì còn mấy trăm điểm nữa là mình lên 6.000 thì mình không có để lên mà cái 33.000 nó lâu lắm, thì các bạn sẽ đổi lên cái bạn nâng cấp lên là silver này, tức là các bạn nâng cấp cái này lên. À, các bạn cũng 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 canh me, tức là canh nó mà nó cái thẻ này mỗi ngày nó cho bao nhiêu được nâng cấp thì các bạn đủ, các bạn canh mà các bạn bấm vào buy giống như lúc nãy để bạn mua cái để bạn nâng cấp nó lên, để bạn kiếm mỗi người là bạn phải giới thiệu được một người thì được 1.500 bôi nha các bạn, nó nhiều hơn và cái mức độ gold nó còn lớn hơn nữa, 13.000 nè, các bạn có 13.000 điểm các bạn được nâng cái chức năng gold lên ha các bạn. Đó. Hoặc là chức năng platinum này nó là 39.000, các bạn được nâng platinum mà các bạn là ngon luôn rồi đó. Các bạn kiếm rất là nhiều tiền luôn á. Đó, ngoài ra thì nó có rất là nhiều thẻ nữa nha các bạn, cái thẻ Paypal đó không phải là nhất định là chỉ là 25 đô mới rút đâu. Nó cũng có thẻ 100 đô rồi các bạn. Đó, 130.000 điểm là bắt đầu các bạn tương đương với 100 đô. Hoặc là thẻ 65.000 điểm thì tương đương với 50 đô nè, các bạn rút vô Paypal nha, không rút được cách khác được. Đó, hoặc là các bạn có 28.000 điểm thì tương đương với 20 đô nè. Đó, thì để sao có được 28.000 điểm thì thứ nhất các bạn chơi game lâu ngày tích lũy, hoặc là các bạn đi giới thiệu nhiều người thôi chứ đâu cách nào khác. Đó, cho nên cái cách của cái phần của cái app này kiếm tiền như vậy nha các bạn. Thì bây giờ á để mà chơi game thì như thế nào? Thì các bạn để kiếm được cái điểm bôi á thì các bạn quay lại vào bấm vào qua chấm ha, các bạn vào phần game ha, các bạn bấm vào Power Boost nha. Đó là 4 cái mục này để chơi game nha các bạn. Bây giờ mình bấm vào đây. Đó. Bấm vô đây thì cái chức năng đầu tiên á, chức năng đầu tiên là cái này nó giống như nó chơi xổ số vậy các bạn, có nghĩa là các bạn mỗi ngày nó cho các bạn điền một số rồi chiều nó sổ cái số đó trúng ra thì các bạn nhận điểm, còn không thì thôi điền miễn phí. Đó, nhưng mà ở đây nó báo là six BM BTS everything, tức là còn 6 giờ nữa mới được điền vào cái số khác. Đó. Thì cái này khi mà điền số khác á, còn bạn muốn chơi liền các bạn bấm add and try nè, thì nó sẽ hiện ra nè,
Ví dụ như bạn bạn mất 100 điểm thưởng để mà lấy cái một lần điền số hoặc là một bưu long thì các bạn điền một cái số đó. Đó, dùng số điểm để nó đổi thôi. Đó, cho nên là cái đó là hàng ngày một lần thôi. Cái max game nè, các bạn vô max game thì cái này cũng vậy. Đó, như là các bạn thấy là game available to play, tức là hiện bây giờ sau 1 tiếng đồng hồ mình có một lượt chơi. Hiện số 1 ở đây. Thì cái này chơi bằng cách nào? Nó giống như chiếc nón kỳ diệu ngày xưa cho các bạn. Xin lỗi, không phải chiếc nón kỳ diệu mà nó giống như cái trò chơi game mà lật lên mà ba cái mà trùng với nhau thì các bạn được hưởng điểm á. Các bạn chỉ có được lật 3 lần thôi, ví dụ như các bạn được lật 2 cái giống nhau cũng được hưởng 1 điểm ít hơn. Mà 3 cái giống nhau hết là được hưởng điểm nhiều hơn. Còn nếu mà 3 cái không giống nhau thì không có điểm nào. Thôi, chẳng hạn như bây giờ mình chơi bằng cách là mình bấm lại một cái nè. Đó. Đó, nó lật lên vậy là mình bấm cái khác còn có giống nhau không? Đó, nó khác rồi đó, như là nó khác là nó không được hưởng. Đó là ba là 2 cái là cái phone trùng nhau ra, cái đường mình được hưởng 15 điểm nha các bạn. Đó. Mình được hưởng 15 điểm là cộng vô tiếp. Đó, cộng vô tiếp. Nó được hưởng 15 điểm rồi. Cái này là cái bản hướng dẫn của nó. Đó, coi như là xong. Như vậy là đã được hưởng được điểm rồi đó. Rồi. Đó, như vậy là các bạn được hưởng chơi được cho một lần thôi. Mà muốn chơi nữa thì các bạn chờ nó hiện, các bạn nó update nè. Update nào là đó. Đó, như nó nói của mình là cái này là green nè. Green level muốn chơi lên nữa thì phải nâng cấp lên, một tháng là 4,99 đô. Đó. Mà đừng có đợi nạp tiền vô mà nâng cấp các bạn, chứ dùng điểm các bạn nâng lên. Dùng điểm các bạn nâng lên là bạn không có lỗ cho các bạn. Và khi mà đăng ký á đã cho bạn 250 điểm nè, hưởng nè các bạn, nhưng mà 5 cái bưu long nè. Các bạn nhớ bấm vào đây để chọn nha. Và các bạn nhớ đọc những cái cấp độ của mình nè thì sẽ được hưởng như thế nào đó. Ví dụ như là cái cấp độ green á thì mỗi ngày á, mỗi mỗi lần á, một một giờ á, các bạn được chơi mỗi lần cái green trivia này game nè, hoặc là remark game này, hoặc là repower boost nè. Đó. Đó, các bạn để ý mà đọc cái này kỹ vào thì thấy cái cấp độ của mình ở cấp độ nào các bạn sẽ biết. Rồi. Đó, bây giờ nó vậy em, mình thắng rồi, mình bấm complete game nè các bạn. Đó, complete game. Complete game là xong rồi đó, có nghĩa là muốn chơi nữa thì đây. Don't wanna wait, tức là các bạn không muốn đợi, các bạn chơi nữa, chơi liền thì các bạn đổi một game bằng một kêu long. Thì chẳng hạn mình bấm vào sử dụng thì cái số 5 này thành số 4 và các bạn có được một lượt chơi. Đó là cái cách mà cái phần mềm này nó như vậy, cái app này như vậy. Rồi cái mình bước bảo mình trở qua cái trivia. Đó, trivia chơi như thế nào đó, trivia thì 1 giờ nó cũng cho mình có một lượt chơi đây các bạn. Game available to play một là số 1 ha. Thì cái này chơi bằng cách nào? Chơi bằng cách là trả lời câu hỏi cho các bạn, nó tiếng Anh không à. Thì nó có những cái lĩnh vực như thế này. Thì các bạn chơi á, nếu mà các bạn chơi ví dụ các bạn bấm trả lời trắc nghiệm, mà các bạn có nó có 4 ô trả lời trắc nghiệm, mà nếu các bạn bấm vào cái ô nào mà nó hiện màu xanh á thì các bạn được hưởng 1 điểm, được hưởng được 10 địa 10 bôi. Còn nếu mà các bạn mà bấm vào nó ra màu đỏ là trật á thì nó trừ cái thời gian của bạn là 5 giây. Thì nó cho bạn 1 phút. 1 phút các bạn cứ cứ sai một cái là nó trừ 5 giây, sai một cái trừ 5 giây. À, các bạn trúng một cái thì nó lại không trừ mà nó cộng cho bạn 10 bôi, cứ một câu trúng là 10 bôi mà sai một cái là trừ 5 giây. Hết 10 phút thì thôi, hết 1 phút thì thôi. Đó, giả sử bây giờ mình muốn chơi mình bấm, ví dụ như mình thích cái attend entertainment, tức là giống như trang thiết bị hay cái gì đó thì mình bấm vô chức năng đó mình chơi dễ hơn. Rồi sau đó bấm vào start. Đó, nó bắt đầu nó hiện nè, nó load game lên nè. Nó trừ đó. Các bạn bấm lại vô áo màu đỏ là nó trừ hết 5 giây. Đó, rồi này mình bấm đại thôi, tiếng Anh đâu biết được gì. Đó, nó cứ chạy đó, các bạn bấm thôi, bấm đại thôi. Đó, vô trúng màu xanh cái coi. Trúng màu xanh cái nè. Không trúng màu xanh nữa. Đó, trúng màu xanh cái coi, màu đỏ không. Đó, màu xanh cái coi. Đó, dù như mình là màu xanh màu đỏ không là nó thua rồi đó. Đó, coi như là mình bấm những cái câu hỏi đó toàn màu đỏ không, có nghĩa là không được điểm nào. Đó, rồi các bạn phải đợi 1 tiếng sau các bạn mới có, rồi nó sẽ hiện cho các bạn trò chơi khác. Đó. Vậy thôi. Nó rất là dễ. Rồi, sau đó là các bạn lại vào cái chương trình cuối cùng đó là spin hai to win nè, tức là quay cái vòng vòng số này, nó cũng cho bạn trong vòng 1 tiếng đồng hồ được một lần quay. Đó. Ví dụ như đây mình có một lần quay nè, bấm spin thôi. Bấm spin cho nó quay nha các bạn, tự nó quay thôi. Nó quay đấy, nó một là nó trúng thì nó cộng điểm, còn hai nó trúng nó trừ điểm.
À, như đây nó được tặng mình 10 điểm nè đó. Đó là sẽ được 10 điểm và được cộng vô kia được 5.380 điểm rồi. Đó, rồi reset wheel. À, giờ muốn chơi nữa thì muốn chơi nữa là bằng cách đổi điểm đó, nó cho là một spin bằng hai cái bill long sử dụng thì nó trừ 5 còn 3, còn 3 lần quay nữa thì có 5 bill long, tức là mất luôn, tức là 5 bill long đây đổi 3 lần quay, nhưng mình không thích đổi, mình chờ đó. Vậy thôi thì các bạn để kiếm điểm được nhiều và đổi được tiền thì các bạn phải đi giới thiệu nhiều người thôi, cái chương trình này chủ yếu là đi giới thiệu nhiều người thôi các bạn ơi, và nó cũng chỉ hưởng một cấp thôi, có nghĩa là người nào giới thiệu thì được hưởng, còn người sau thì giới thiệu người sau hưởng, không có hưởng người người sau nữa, tức là nó không có giống như đa cấp nha các bạn, cái này nó chỉ hưởng cấp đầu tiên thôi, một hàng thôi đó. Rồi nó có một thêm cái chỗ check in nè, các bạn lên chỗ trên cùng nó có chữ check in nè, các bạn bấm vào check in nè, thì mỗi ngày mình được bấm vào đây mình cũng có điểm ha, ví dụ như là daily check in ha, mình bấm vô đây một cái, ví dụ như đây mình có 5.380 điểm nha, mình bấm cái check in cái coi, à nó lại là check in, thank you for checking in, come back tomorrow to get another daily check in, tức là mình được hưởng thêm 20 điểm nữa các bạn đó, bây giờ lên 5.400 rồi rồi đó, rồi bây giờ nó nói là check back tomorrow to receive another daily check in, tức là các bạn check in trở lại là vào ngày mai để nhận nhận những check in khác đó, mà ngày mai các bạn lại bấm, khi nào nó nổi chữ check in là các bạn bấm là ok, là có được 20 điểm, 20 point nha. Rồi bây giờ nó có một cái chỗ nữa các bạn vào dashboard nè đó, các bạn thấy cái chữ promo code không, promo code tức là cái này á, là các bạn mỗi ngày nó sẽ cho các bạn một cái giải code, các bạn điền vô đây các bạn bấm submit á, cái là các bạn được hưởng điểm, hưởng mấy trăm điểm luôn các bạn, có khi đến 100, 200, 300 luôn đó các bạn, có khi 75 luôn, có khi 100, có khi 250, rất là nhiều nha các bạn. Thì cái code này á, nếu mà các bạn đăng ký qua link của mình á, thì mình sẽ gửi cho các bạn cái code này mỗi ngày ha, các bạn nhớ mỗi ngày nhớ nhắn tin cho mình để mình gửi cái code này cho các bạn, để các bạn điền vô các bạn bấm submit một phát một thôi là có điểm, nó tăng nhanh lắm các bạn, nó có lần mấy trăm điểm như vậy là nó tăng rất là nhanh, chứ các bạn mỗi ngày các bạn vô chơi này thiếu cái đời nào lên được 6.000, cho nên là nhờ cái đó, nhờ cái check in nó cũng nhanh và các bạn cũng đi giới thiệu nhiều người nữa thì nó nhanh. Như các bạn giới thiệu thì đầu tiên các bạn giới thiệu lên được 6.000 điểm các bạn nâng cấp đi, đừng có rút tiền chứ rút cũng đâu được, hoặc là đừng có bỏ tiền vào, nếu ai có tiền thì bỏ vào, còn ai không thì cứ cứ nâng cấp lên 6.000 các bạn giới thiệu được nhiều, rồi sau đó các bạn làm những cái video về Facebook này, các bạn giới thiệu cho nhiều người, post lên YouTube và là trên Instagram hay là tên YouTube hay là tên Facebook để giới thiệu nhiều người đăng ký vào cái link các bạn, để các bạn thu nhập cao hơn. Thì cái này có nhiều người rút được các bạn, thì mình mới tạo tài khoản cho nên là chưa có rút được, nhưng mà nhánh trên của mình là rút được nha các bạn. Thì nếu mà có cái gì không hiểu các bạn nhớ bình luận dưới video, hoặc là ủng hộ mình bằng cách đăng qua cái link đăng ký dưới, thì qua cái mã giới thiệu của mình nha các bạn, mã giới thiệu của mình nãy mình để cho các bạn rồi đó, các bạn giúp đỡ cho mình nha. Còn nếu ai quên mã giới thiệu thì mình sẽ cho lại coi, sẽ các bạn xem ủng hộ cho mình nha bạn, các bạn đây cái mã giới thiệu của mình đây nè. Dạ, còn ai mà muốn muốn tìm mã giới thiệu của mình thì các bạn vào ba chấm ha, các bạn bấm share vào the lớp ha, share the lớp đó, bấm vào share the lớp nè các bạn đó, rồi nó sẽ ra cái này, sau đó này các bạn bấm vào share the share lớp now ha, share lớp now, rồi nó sẽ trên dòng là referral code là do referral code nè. Đó, cái giải của mình là 039 IBNL nha các bạn. Hoặc là các bạn copy cái đường link ở dưới nè, copy do referring nè, các bạn đi chia sẻ nha các bạn. Đây cũng là link của cái link đi giới thiệu á, còn không thì nhập cái mã phía trên. Nó có hai cách á. Còn cách thứ ba là các bạn gửi cái đường link nó qua email. Thì tùy các bạn sử dụng cách nào tùy các bạn nha. Đó. Nhớ là do referral ID nha các bạn thì mới có được nha. Rồi các bạn giới thiệu người ta thì người ta đăng ký với các bạn, càng nhiều điểm thì các bạn dễ rút tiền. Một ngày các bạn giới thiệu dùng khoảng 100 người đi, một người là bắt các bạn được hưởng 50 điểm, thì 500 điểm thì 100 người các bạn được 50.000 rồi, 50.000 là tương đương với các bạn mà bạn làm một tuần là khoảng mấy trăm người như vậy á, thì các bạn có thể rút được vài trăm đô trong vòng mấy ngày chứ nhiêu đó, cho nên là cái này thì có thể các bạn xây dựng hệ thống được nha các bạn, và có thể là kiếm tiền rất nhanh. À, cái app là đang ngon các bạn, giờ đang ít ai biết, các bạn làm càng nhanh càng tốt nha. Và nhớ ủng hộ mình nha, và bấm vào cái nút đăng ký trên kênh YouTube của mình nha, để ủng hộ mình, và có nhiều video và những cái app nào hay hơn nữa các bạn thì mình giới thiệu cho các bạn nhé.
Rồi. À, có gì không hiểu là nhớ nhắn tin cho mình hoặc là comment dưới video để mình giải thích cho các bạn nhé. Và mình còn nhiều cái app hay hơn nữa nha, nên các bạn nhớ ủng hộ mình thì để mình sẽ chia sẻ nhiều app hay hơn nữa nha các bạn. Video này hơi dài nên các bạn thông cảm, và nhớ là cố gắng là muốn thật sự muốn kiếm tiền thì phải xem video này cho đến cùng nha các bạn. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.